nay 30 tháng 6 năm 2019, đó là cái thông tin về việc là vụ VinFast phải chăng Nguyễn Phú Trọng đã bị Xuân Phúc chơi xỏ. Đây là cái câu hỏi đặt ra, và như các bạn đã biết thì cái việc bình luận và đưa ra những câu hỏi như vậy thì bất cứ ở đâu, ở những cái nước dân chủ và tự do như thế này thì đều là một cái sự việc hết sức bình thường đối với tất cả các chính trị gia ở trong nước. Thế nhưng mà khi chúng ta đặt câu hỏi là vụ VinFast phải chăng Nguyễn Phú Trọng bị Nguyễn Xuân Phúc chơi xỏ, nếu mà báo chí trong nước thì các bạn sẽ không bao giờ thấy họ đăng những cái tiêu đề như vậy. Bởi vì đây là những câu hỏi mà những phóng viên hoặc là những tờ báo hoặc những đài truyền hình thì có thể lúc nào cũng có thể đặt cái câu hỏi này, và ở Đức cũng như ở nước khác, các nước dân chủ khác thì họ có thể tranh luận với nhau ở trong những quốc hội, họ thậm chí rất gay gắt và họ nói thẳng những cái vấn đề mà họ, người dân và những cái đại biểu, họ là đại diện của người dân, thì những người dân quan tâm điều nào thì người ta sẽ tranh luận về điều đó một cách không có vấn đề gì cả. Đấy, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem là tại sao và vấn đề này. Thì như các bạn cũng đã biết, ở trong nước, ở Việt Nam ấy, thì cái bệnh thành tích thì rất là nghiêm trọng. Ở chỗ là ai cũng muốn mình khi đang đương chức, bất kỳ một chức nào đó thì đều phải có thành tích rất là cao về xây dựng, về làm kinh doanh và về nhiều cái vấn đề khác. Thì tất nhiên với cái vai trò như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoặc là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam là vai trò của người đứng đầu chính phủ, thì bao giờ ông ta cũng muốn thành tích là khi ông ta làm cái nhiệm kỳ đó thì rất tốt, rồi làm được nhiều, đạt được nhiều kết quả thành công, vĩ mãn. Và cái điều đó thì các bạn cũng đều thấy trên cái phương tiện truyền thông ở trong nước luôn luôn tung hô cái điều đó. Nhưng mà cái gì mà người dân thực sự cần, những cái gì mà quan tâm của xã hội, bức xúc của xã hội thì gần như họ đã phản ánh rất ít hoặc là làm lơ đi. Và thậm chí có những cái tờ báo, có những trang tin họ còn đăng ngược lại tất cả những cái vấn đề mà sự thật diễn ra như thế nào ở cuộc sống, trong cuộc sống. Và họ đã có nhiều vụ án đã bắt được những cái người phóng viên hoặc cho những cái tờ báo nhà nước đó họ đã nhận tiền để họ viết, hoặc là họ tung hô một cái người nào đó mà cái thông tin đó không có sự thật, hoặc là họ viết ngược lại cái điều mà thực tế diễn ra. Thì hiện nay ở trong nước nó là như vậy, và các lãnh đạo trong nước, các chính trị gia trong nước họ cũng vận dụng cái điều này, vận dụng cái truyền thông của nhà nước, dùng tiền thuế của dân để tự tung hô mình và tự tung hô những cái thành quả ban đầu của mình. Và đây hiện nay cái chương trình, những cái vấn đề mà ở Việt Nam kinh tế phát triển thì là cái điều rất may mắn, nhưng mà có những cái doanh nghiệp họ đã lợi dụng cái điều đó của các chính trị gia muốn được tung hô, và những doanh nghiệp thì lại được muốn quảng cáo. Thế là khi những hai cái thế lực này họ đi với nhau thì họ sẽ gây cái tác hại rất lớn. Đây là hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng đây, vừa xuất hiện trong cái thời gian vừa qua, các bạn cũng đã biết ông ta đã bị ốm rất nặng và bây giờ thì bây giờ mới xuất hiện đây. Đấy, đấy. Và đây là hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng sau thời gian bị ốm. Thì ông ta mặc dù đã 75 tuổi rồi, thế nhưng mà ông ta vẫn cứ cố gắng giữ cái ghế này, ốm lên ốm xuống, ốm nhiều tháng rồi và ốm rất nặng. Đấy là cái thông tin mà chúng tôi đã đăng trước đây, là ông ta đã bị đột quỵ tại Kiên Giang và phải nằm viện thời gian khá dài để phải điều trị cho cái chứng đột quỵ đó. Và cái điều này cũng rất nguy hiểm cho những lãnh đạo cấp cao của nhà nước, bởi vì là khi đột quỵ lần đầu thì cái vấn đề đột quỵ lần thứ hai sẽ rất dễ xảy ra, nhưng bởi vì cái quyền lực của họ đang nắm giữ quá lớn và những cái đấu đá trong nội bộ cũng rất là mạnh mẽ, cho nên những cái người như vậy họ không thể rời ghế được, bởi vì nếu mà rời ghế ra thì có thể là những người khác, những cái đối thủ khác của họ sẽ lại phản lại và sẽ tấn công lại họ, và có thể là đang từ cái người được tung hô như trường hợp của Lê Thăng, và chỉ sau có vài tháng thôi bị bắt cho vào tù và bị nhốt giam phán quyết là nhiều năm tù. Đấy, thì đấy là cái trường hợp của những chính trị gia Việt Nam như vậy. Và đấy là, và các bạn trong thời gian tới, các bạn cũng đã biết là đại hội 13 diễn ra, nó dự kiến vào năm 2021, thì 2021 thì sẽ diễn ra đại hội lần thứ 13, và ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của Việt Nam chắc chắn rằng cũng mong muốn có cái kết quả tốt, thậm chí là ông ta cũng mong rằng là sẽ được có thể là giữ lại để tiếp tục khóa sau cái chức danh khác, ví dụ như là Tổng Bí thư hoặc là Chủ tịch nước là cái điều mà ông ta rất mong muốn. Và những cái thông tin mà chúng tôi nhận được thì cái điều đó rất khó với ông Phúc trong thời gian tới, bởi vì với cái trình độ, với cái năng lực của ông ta là chỉ trình độ ông vấn lớp 10 và ngoại ngữ thì chỉ là bằng B của Nga, tiếng Nga và tiếng Anh, thì tất nhiên là các bạn cũng biết là bằng cấp ở trong nước ấy, thì nó cũng có thể mua được, và không biết có học hay không. Thế nhưng mà rõ ràng là qua chứng kiến của những cái cuộc tiếp khách quốc tế của Nguyễn Xuân Phúc thì thấy
thấy rằng ông ta gần như không biết ngoại ngữ và ông ta cứ ngồi im, đứng im thôi. Thì trong khi các nguyên thủ quốc gia khác thì người ta nói chuyện rất là thoải mái, thì ông Phúc lại không biết cái điều đó, không thể làm cái điều đó và cứ ngồi như là không nghe thấy và không nhìn thấy cái gì cả. Thì đấy là cái thiệt thòi rất lớn cho Việt Nam, bởi vì là những cái chính phủ của người đứng đầu chính phủ mà lại có cái trình độ học vấn cũng như là cái khả năng ngoại ngữ yếu kém như vậy thì chắc chắn là sẽ gây cái thiệt hại lớn cho cái quan hệ giao thương của Việt Nam với các nước trên thế giới, và bạn bè quốc tế cũng không hiểu Việt Nam là như thế nào, bởi vì là có những người làm thủ tướng mà lại trình độ như vậy. Còn ngoài ra thì ông Nguyễn Phú Trọng thì vào tháng 9 năm 1981 thì ông đã được cử sang Liên Xô để làm luận án tiến sĩ về xây dựng đảng. Và trong thời gian đó ông làm luận văn này khoảng 2 năm thì xong. Thì đến năm 1983 thì ông xong và ông về nước. Và cho đấy, nhưng mà cái điều rất là đặc biệt mà các bạn có thể tra khảo thêm ở trong những cái thông tin mà trên mạng xã hội cũng như là trên những cái người mà đã từng học với ông Nguyễn Phú Trọng ở Nga, ở Liên Xô lúc đó, thì cái trường này, đây là cái trường gọi là khoa lịch sử Viện Hàn Lâm Liên Xô, tức là Viện Hàn Lâm thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, tức là đây là cái khoa lịch sử mà bình thường làm luận án tiến sĩ ở đây thì phải là, hoặc phó tiến sĩ ở đây là phải 3 năm. Thế nhưng mà Nguyễn Phú Trọng làm chưa đến 2 năm thì đã về. Thế thì bây giờ cũng phải đặt ra câu hỏi là liệu cái bằng cấp mà ông Nguyễn Phú Trọng có, mà mặc dù là có học ở Liên Xô, là cái nơi rất là lạc hậu về vấn đề kinh tế thị trường, thì ông ta cũng không biết là cái bằng cấp đó có đúng hay không. Bởi vì là các bạn tra xem trong cái trường đó là học bao giờ cũng phải 3 năm, nhưng Nguyễn Phú Trọng thì ông chỉ học trong gọi là 23 tháng thì đúng hơn, chứ được 2 năm thì ông đã về nước và nói rằng ông ta là được phó tiến sĩ về xây dựng đảng. Đấy, thì cái câu hỏi đặt ra là liệu ông ta đã học xong chưa, và liệu cái bằng của ông ta có đúng hay không, thì đó là cái điều đó là chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và đưa những thông tin mới nhất cho các bạn trong thời gian tới đây, là việc ông Nguyễn Phú Trọng liệu ông ta có học ở trường Nga hay không, ở Liên Xô hay không, hay là có khi cái thời gian mà cắt ngắn đó là thế nào mà 3 năm, bình thường 3 năm mới tốt nghiệp luận án phó tiến sĩ thì mới được có 23 tháng để ông ta đã về nước, và cái điều đó là rất là đáng ngờ trong cái bằng cấp của ông ta. Một cái điều nữa là các bạn cũng đã biết là những lãnh đạo Việt Nam thì đều, một là học trong nước như ông Nguyễn Xuân Phúc, học trong nước thôi, bằng cấp thì cũng rất là thấp thôi. Thế còn lớp 10 đấy, sau đó thì cũng vào học trường kinh tế một chút ở năm lâu rồi, tức là năm 78 79, tức là lâu rồi. Thì những cái thời gian đó ông Nguyễn Xuân Phúc đã học thì gần như là những cái kiến thức đó không có giá trị gì, bởi vì theo cái thể chế của xã hội chủ nghĩa cũng như của Liên Xô ấy, thì các bạn đã biết rằng là bản thân của ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng học ở Liên Xô thì ông ta cũng không được học về kinh tế thị trường. Đấy, kinh tế thị trường không hề được học, mà không được học ấy, thì không thể làm được hội nhập quốc tế và không hiểu là kinh tế thị trường là như thế nào. Đấy, các bạn nhìn thấy là đấy. Tức là ông ta mà lại không những không hiểu mà ông ta lại tự nghĩ ra một cái thứ gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là khi người ta làm giỏi kinh tế thị trường rồi, người ta mới dám nói là thì nó vận dụng thêm, tức là ông có thể fantasy, ông có thể thêm bớt để thành cái thứ của ông thì mới được. Thế nhưng đằng này ông ta không biết gì về kinh tế thị trường, nhưng lại cũng vẫn cứ gắn thêm cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái điều này rất nghiêm trọng đối với nền kinh tế của Việt Nam, bởi vì khi mà những nhà lãnh đạo cấp cao nhất như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng như ông Phúc cũng vậy, thì khi mà họ đánh giá sai và không hiểu đúng về kinh tế thị trường như thế nào thì họ sẽ điều hành kinh tế cũng sai luôn. Rồi, đấy. Và bây giờ những cái thứ lý thuyết và những cuốn sách mà các vị đó trước đây đã học được ở trong nhà trường, như ông Phúc, Nguyễn Xuân Phúc thì trình độ lớp 10 thôi, và sau đó thì cũng năm 78 thì cũng học ở trường kinh tế nhưng không biết học thế nào, và bằng ngoại ngữ thì chỉ có bằng B, tức là có lẽ chỉ nói vài câu bồi tiếng Anh, ví dụ như là how many là bao nhiêu tiền, hoặc là tiếng Nga để có thể ông nói là do svidaniya, tạm biệt, thế thôi, có thể thế thôi, nhưng không hơn được. Chính vì vậy mà các bạn thấy ông không nói chuyện được. Thì những cái người như thế này thì cái kiến thức của họ rất là kém, họ không hề biết thế nào là kinh tế thị trường cả, thì làm sao mà biết định hướng xã hội chủ nghĩa nữa, lại gắn vào. Và không những thế, họ còn bắt cả cái dân tộc Việt Nam, bắt cả cái đất nước Việt Nam đi theo cái thứ này, cái thứ mà tìm mãi không thấy, mà các bạn thấy trên thế giới ngoài Venezuela ra thì cái thứ đấy của Trung Quốc một tí, nhưng mà nó lại giống có vẻ giống với Venezuela hơn, là cái nơi mà đang khủng hoảng về tài chính, dân đang phải đói khổ, đang phải nhặt ra đường tìm rác ăn, rồi là những cái vấn đề rất nghiêm trọng về tài chính, tức là người dân không thể sống được cái đó. Thì theo tôi thì ông Trọng cũng cần phải có một máy tư vấn và được học ở phương Tây một cách xuất sắc, và phải có những doanh nghiệp thực sự đã được làm việc và kinh doanh tốt ở những cái thể chế phương Tây, tức là thể chế kinh tế thị trường nhé. Chứ còn những cái người mà ở Nga, tức là Ukraine như ông Phạm Nhật Vượng ấy, thì và một số người khác ấy, thì các bạn thấy họ là học tập học ở Nga, tức là cái nơi mà nó không phải kinh tế thị trường,
thì họ về Việt Nam họ thành công, nhưng mà thành công đó thường là bất động sản hoặc là một số cái ngành nghề khác mà nó phải liên quan đến quan chức, liên quan đến móc nối với nhau để họ mới có điều kiện gọi là tham nhũng, quan chức để tham nhũng. Còn doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp bẩn thì cướp đất của dân và đứng lên, tức là giành giật lại những cái miếng bánh, tức là những cái cổ phần, những cái phần của những doanh nghiệp nhỏ khác mà họ làm ăn chân chính có được, thì những cái doanh nghiệp này họ đi theo những cái hệ thống giống như là đi theo đảng để họ làm tung hô cái việc đó. Thế thì cái kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa thì cái điều đó rất khó khăn ở chỗ là ở người Việt Nam thì không ai biết cái đấy là thế nào cả. Kinh tế thì mình vận hành theo cái tinh thần là kinh tế thị trường thôi, cùng với kết nối cùng với Mỹ. Và cụ thể ngày hôm nay 30/6/2019 thì các bạn cũng đã biết là ở Hà Nội thì cũng đã có ký kết của hiệp định thương mại tự do của EVFTA, đấy là hiệp định thương mại tự do với châu Âu đã được ký kết trong một quá trình đàm phán rất dài trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên cái việc ký kết đó thì mới là một nửa của chặng đường. Bởi vì sao? Nhiều người cũng đã gửi comment cho chúng tôi ở trong cái bài trong cái livestream này, nhưng mà bởi vì không thể trả lời hết các bạn thì chúng tôi đã có những bài báo viết rất rõ về cái việc là hiệp định thương mại tự do được ký kết ở Việt Nam, tức là ở Hà Nội ngày hôm nay 30 tháng 6 là như thế nào. Và cái thực tế thì cái hiệp định đó thì đấy là một cái điều rất là mừng cho Việt Nam của chúng ta, là chúng ta ít nhất là cũng phải chịu khó là chuyển đổi cái thể chế từ kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa, có lẽ chúng ta phải chuyển hẳn sang kinh tế thị trường. Bởi vì là cái định hướng cho chủ nghĩa của các bạn của trong nước đã làm từ trước đến nay đã gây ra cái tác hại rất lớn, đó là những cái tổng công ty nhà nước nó đã bị tham nhũng và tài nguyên môi trường bị hủy hoại và bị cướp bóc một cách tệ hại, và giàu có chỉ là những cái doanh nghiệp kết nối với cả kết thân với cả những chính trị gia như ông Phúc này, ông Xuân Phúc chẳng hạn. Thế ông đi quảng cáo thì quảng cáo cho những công ty to thôi, những cái công ty mà ông ta đến thì bao giờ phải lớn to và làm cái gì có vẻ to to ra để lấy thành tích. Thế còn cái hiệp định thương mại tự do thì sao? Thì cái điều này thì các bạn phải hiểu thế này, tức là khi mà châu Âu ngày hôm nay ký tại Việt Nam là một cái bước ký, thế nhưng mà sau đó rồi thì với cái ký kết đó thì họ phải cất mang về châu Âu, mang về thượng nghị viện châu Âu, họ cất vào ngăn kéo đã, phải cất vào ngăn kéo đã chứ làm gì được. Đấy. Và bởi vì cái bước tiếp theo ấy, tức là phải thông qua cả 28 cái quốc hội của 28 nước đều phải thông qua cái hiệp định đó, hiệp định thương mại đó. Đấy, mà các bạn biết là châu Âu thì rất là rộng, mỗi nước có một cái vấn đề khác nhau, và sau đó thì mỗi nước lại có một cái quan điểm khác nhau, và mỗi nước lại có rất nhiều đảng phái khác nhau, thì cái việc tranh cãi trong quốc hội rồi là đa số phiếu hay là ít số phiếu, thì chỉ một trong 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu, quốc hội, tức là quốc hội của họ, một trong 28 quốc hội của các nước thành viên châu Âu không đồng ý thông qua, chưa thông qua, thì cái hiệp định thương mại tự do EVFTA cũng chưa thể được thông qua. Thì cái điều đó là rất rõ ràng. Đấy, và cái điều đó thì đấy là cả một quá trình dài. Mà ở bên này thì các bạn cũng biết là có rất là nhiều những tổ chức vận động dân sự, tổ chức vận động cho môi trường Việt Nam, cho nhân quyền Việt Nam, cho rất nhiều loại, thì họ cũng đang rất tích cực, họ vận động các quốc hội các nước để xem xét và đề nghị phải có Việt Nam có những cải thiện rất đáng kể về nhân quyền, về tự do báo chí, tự do biểu đạt, tự do kinh doanh thì mới có thể là thông qua được điều đó. Như vậy các bạn đợi là 28 nước nữa, tức là quốc hội của 28 nước nữa thông qua, thì dự tính thì cái chu kỳ này, cái thời gian có thể nếu thuận lợi thì có thể phải mất đến hàng năm nữa thì cái hiệp định thương mại tự do đó mới được thông qua. Và khi kể cả khi 28 nước, quốc hội của 28 nước thành viên đó thông qua rồi thì cái điều đó lại phải đưa một lần nữa trở lại cái quốc hội, tức là cái nghị viện châu Âu một lần nữa để họ xem xét và để họ quyết định thêm một lần nữa là như thế nào. Thì cuối cùng thì mới có một cái bản gọi là bản cuối cùng, là bản thông qua cuối cùng. Đấy, thì đấy cái thông tin mà tôi cung cấp cho các bạn để các bạn biết và các bạn tìm hiểu thêm trong thời gian tới. Bởi vì là không phải cứ ký hôm nay 30/6/2019 là xong, mà đó chỉ là một nửa con chặng đường. Và chính phủ Việt Nam, bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc cũng còn phải cố gắng rất nhiều để làm sao xây dựng Việt Nam thành một nhà nước pháp quyền và không thể đàn áp nhân dân, hoặc không thể đàn áp những tiếng nói đối lập, hoặc là không thể bắt dân, đánh dân và nhốt tù dân, hoặc là đối xử với người lao động, hàng triệu người lao động Việt Nam một cách cưỡng bức lao động theo kiểu không có công đoàn độc lập của họ. Thì cái tới đây là phải thành lập được công đoàn độc lập, rồi nhiều cái tổ chức độc lập sẽ phải được thành lập. Đó là cái điều kiện rất là tiên quyết của châu Âu. Và ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức thời gian vừa qua đến Hà Nội, ông hôm nay nói rõ rồi, tức là chúng tôi quan tâm cả hai vấn đề một lúc, vừa là vấn đề nhân quyền để phải đấu tranh, vừa là vấn đề kinh tế, tức là họ làm vừa làm ăn kinh doanh nhưng vẫn phải nhân quyền, bởi vì nếu không thì sẽ tạo ra cái sự méo mó. Và đấy là cái việc mà cái cốt lõi của cái vấn đề mà hiệp định thương mại tự do của Việt Nam
Nam đến với châu Âu đã được thông qua, và đây là điều đáng mừng. Việt Nam của chúng ta sẽ dần dần hội nhập, và khi muốn hội nhập thì những cái mọi cái vấn đề nó phải minh bạch và phải rõ ràng hơn nữa. Đây là hình ảnh Nguyễn Phú Trọng của ốm. Vâng, và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, khi cái hiệp định thương mại tự do bắt đầu được cái nghị viện của các nước bắt đầu xem xét tiếp, thì sẽ cung cấp cho các bạn thêm nhiều thông tin để các bạn biết rằng cái hiệp định này như thế nào, và các nước châu Âu ra phản ứng và mong muốn gì ở Việt Nam, và Việt Nam hãy đáp ứng như thế nào, và Việt Nam cũng nên đáp ứng. Bởi vì các bạn đã biết, trong nước chúng ta đã theo thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã quá lâu rồi, và cái hưởng lợi đó thì không phải ai cũng được hưởng lợi cái điều đó, chỉ đa số là một số cái doanh nghiệp lớn, và cái người dân, hàng triệu người dân bình thường họ đã không được hưởng cái lợi đó. Và đến bao giờ chúng ta mới thấy được những cái hãng xe mà đây đằng sau lưng chúng tôi là đứng ở hãng xe Mercedes của Berlin, là cái xe mà của Đức đã sản xuất và phân phối ở đây, thì các bạn đã thấy thì những chiếc xe như vậy của Việt Nam thì chúng ta chắc còn lâu mới có thể có những cái điều kiện sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài được. Nếu mà chúng ta không có cái tự do biểu đạt, chúng ta không có tự do báo chí và tự do tranh luận trên mọi diễn đàn một cách lịch sự, thì không bao giờ chúng ta có cái sự phát triển về kinh tế, về văn hóa, về xã hội. Và như vậy là chúng ta luôn thua kém và luôn yếu thế trước Trung Quốc, nơi mà đang chiếm đóng Hoàng Sa của Việt Nam, và nơi mà đang rất nhiều đảo, rất nhiều khu vực của Trường Sa của chúng ta đã bị cướp và chưa được trả lại. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp, và chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tới các bạn những thông tin chi tiết hơn về cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu ký kết, và Việt Nam sắp tới phải làm gì, ông Nguyễn Phú Trọng phải làm gì, và ông Nguyễn Xuân Phúc phải làm gì để người dân Việt Nam có cuộc sống sau tốt đẹp hơn, và được sử dụng những dịch vụ tốt hơn, cũng như được đi trên những chiếc xe ô tô an toàn với giá cả phải chăng hơn cho người dân Việt Nam. Và rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de từ Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay 30 tháng 6 năm 2019. Và hôm nay cũng là ngày rất là quan trọng đối với người dân Việt Nam của chúng ta, đó là việc Hiệp định Thương mại Tự do của châu Âu đã được ký kết ở Hà Nội, và đây là một chặng đường dài còn phía trước với việc 28 quốc hội của 28 nước phải thông qua, và cuối cùng là Nghị viện châu Âu thông qua. Thì có thể cái quá trình này, tiến trình này sẽ phải mất cả năm, và trong thời gian đó chúng ta hãy theo dõi, chúng ta hãy ủng hộ và động viên những cái nhà, những cái chính trị gia của Việt Nam hãy thay đổi như ông Phú Trọng, và đây người đang rất trung thành dũng, hoặc là những ông Xuân Phúc thủ tướng rất nhiệt tình nhưng mà trình độ có hạn, rất nhiệt tình trình độ rất có hạn. Đấy. Thì họ hãy thay đổi cái tư duy, không thay đổi bộ máy, thay đổi con người, những người đó là phải có lớp trẻ để vận hành đất nước thì mới có thể cạnh tranh và sánh vai với cường quốc Nam châu.